cho nên em muốn lên khu vực này. Ngón tay này. Năm nào làm vậy nó lâu lắm. Bây giờ có đâu? Tôi. Bây giờ chị đang làm có đâu không? Lâu. Đang đâu? Dạ. Lâu lâu lắm hả? Lâu lâu. Lên cái tàu. Dì khuê xóa bụi tung phở mà. Anh không à. Nó tư số trường không. Hòa khuê xóa bụi tung phở ý đi ạ. Đang học tiếng Tàu. Đang học tiếng Tàu. Giả thờ à. Phân là điểm mẹ thân. Ủa, sự phân là dễ lâu. Ờ, hình thôn à. Hòa phân là giả thờ. Ừ, ok. Cũng chân thờ, sức giả thờ. Người ta bước còn thiên à. Ừ, ok. Nói tiếng Quảng Đông là mình vui. Cô Văn có hiểu nha, mục sư không có hiểu. Nói tiếng Quảng Đông là mình chào từ xa. Nói tiếng Anh đi, mục sư biết mà. Ông biết chút định, ông đang học mà. Chị... bây giờ chị có tin rằng là Chúa Giê-xu là đấng chữa lành cách đây 2.000 năm, Ngài vẫn đang tiếp tục là đấng chữa lành và Ngài sẽ còn là đấng chữa lành trên đời sống chị không? Ừ, chữa lành là sao? Chữa lành, healer. Yeah. Là cho bà hết bệnh đó. Chữa lành cho chị, trị hết bệnh nha chị. Mấy dụ phim. Cá xưa hả dụ phim. Chị có tin là Chúa sẽ chữa lành chị hay không? Amen. Nhân viên này là tiếng tăm tùm lum. Ok, chỗ nào đang đau? Ở đây cái ngón tay làm vậy nó bị đau rồi, bên này không đau mà tối tôi ngủ ôi đau quá. Bây giờ làm lại có đau? Lao chứ. Lao lắm hả? Lao lắm hả? Bình thường nè. Ok. Tôi cho em nơ cầu nguyện một cái rồi. Trong danh đại quyền đại năng của Chúa Giêsu Christ ở thành Nazareth, ta rủa xả sa tăng ma quỷ và những tà linh uế linh đã gây ra cái chứng đau nhức ở cái ngón tay trái của chị Linh. Ta ra lệnh cái sự đau đớn này, chúng mày phải lìa ngay khỏi chị em ta vĩnh viễn và không được quay trở lại. Đi ngay về nơi vực sâu là nơi Chúa Giêsu dành cho chúng mày. Amen. Amen. Kiểm tra lại xem bẻ mạnh có đau. 8%. 80%. Chứ 80% thì ít quá, chả đáng kể. Trong danh Chúa Giêsu Christ thì ta không chấp nhận nữa mà không chấp nhận 20% đau bệnh nghe chưa? Satan ma quỷ lìa ngay. Amen. Amen. Kiểm tra lại xem nào. Ok. Alleluia. Trăm rồi chưa? Bao nhiêu phần trăm rồi? 30%. Nhân viên này còn trừ nhân viên từ đã 80% là từ 30%. Ok, nhân viên này à thôi khỏi sao. Ok, trong danh đại quyền năng chút sức cái này. Cho tôi hết đau luôn. Ta không chấp nhận bất kỳ 1% đau bạn. Còn đái còn 2 á. Lìa hoàn toàn. Lìa hoàn toàn. Đi về đây một sâu ngay giờ phút này. Là ngay chút sức cái chúng mày. Sao không, người chị em mình đang có những quyền lực có tốt. Sao là bà sao? Đúng đấy. Sao tăng mày đi ra để có chị em ta? Sao tăng? Mày không có quyền trên chị em tao nghe chị em? Chị em tao là công chúa của vua chơi môn vua, chúa chơi môn chúa nhỉ? Chị em tao địa vị cao trọng không bạn bè với chúng mày nghe chị em? Chứ giờ phút này ta không cần biết chúng mày có bao nhiêu đứa trong đó, hãy nhìn thẳng mắt ta. Nhìn thẳng mắt ta. Đức Thánh Linh ở trong ta đang nhìn mày, ta ra lệnh cho chúng mày. Nắm chặt tay nhau. Khi ta đến 1, 2, 3 thì đi về nơi vực sâu một lượt, ta mở cửa hỏa ngục lên này. Nhân danh Chúa Jesus, ta mở cái áo huyết trên người chị em ở lúc này đã bao phủ này. Ta ra lệnh cho tất cả quyền lực của Satan ma quỷ. Khi ta đến 1, 2, 3 thì ra một lượt nghe chưa? Nhân danh đại quyền đại năng Chúa Jesus quyết thành Nazareth. 1, 2, 3 go! Chúng ta cùng nói nhân danh Chúa Jesus Christ, danh Chúa Jesus Christ, Nazareth, let's go, Satan, ma quỷ, cút khỏi chị em ta, cút khỏi, get out, come get me, go to the pit, come get me, nhưng chúng ta yêu thương chị em chúng ta, Satan là kẻ thù, linh là chị em, Satan không có quyền, trên chị linh.
mươi lần. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Tất cả chúng mày. Tất cả chúng mày. Good. Good. Chạy nhanh, cửa hòa ngục đã mở, đi thẳng xuống đấy, không được đến nhà ai hết, không được vào một ai khác, đi thẳng xuống hòa ngục giờ phút này, nhân danh Chúa Jesus Christ, đi, đi hoàn toàn, đi, 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 đi hoàn toàn. Đi hoàn toàn. Thiên sứ Thánh Đức Giê-hô-va hoàn toàn từ nhờ quý vị vừa giúp bẻ tay và bẻ chân. Nếu như còn những quyền lực nào vẫn đang tiếp tục tiềm ẩn, bẻ tay và bẻ chân giờ phút này. Đi. Chạy nhanh lên. Đi hẳn, đi hẳn, đi hẳn. Ta không cần biết chúng mày có bao nhiêu đứa. Nắm chặt tay nhau. Chạy. Lửa Thánh Linh thiêu đốt. Thiêu đốt tất cả những gì không thuộc của Đức Chúa Trời trong người đứa này. Nóng nữa lên. Nóng gấp trăm lần lên. Nóng gấp ngàn lần lên. Nóng gấp triệu lần lên. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Nóng nữa, nóng nữa, nóng nữa. Nóng nữa, nóng nữa, nóng nữa. Trong danh đại quyền đại năng Chúa Jesus Christ thành nam, ta không cần biết có bao nhiêu thứ quỷ từ trước đến giờ đã ở trong người đứa này. Ngày hôm nay là ngày mà người chị em đã được tự do hoàn toàn. Ngày hôm nay là ngày Chúa Giêsu đến giải cứu con gái yêu thương của Ngài khỏi mọi quyền lực của Satan ma quỷ. Đi! Kính Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là lưỡi gươm của Thánh Linh. Ta đâm ngươi. Ta đâm ngươi. Ta đâm ngươi. Đâm nát ngươi, đâm nát ngươi, đâm nát ngươi giờ phút này. Lửa thiêu đốt. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Đi. Đi hoàn toàn. Đi hoàn toàn. Đi hoàn toàn, đâm nát, đâm nát, đâm nát, đâm nát. Đi! Cửa Thánh Linh đến thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt những gì không thuộc của Đức Chúa Trời trong người đứng này. Trong danh đại quyền đại năng Chúa Jesus Christ nát ta công bố bẻ gãy tất cả mọi sự rủa xả từ đời Adam Eva trở xuống, bẻ gãy sự rủa xả do hai bên nội ngoại đưa đến, đồng thời bẻ gãy sự rủa xả do chính chị Linh do thiếu hiểu biết đã chuốc lấy. Tất cả những sự rủa xả này ta đặt dưới huyết của Chúa Jesus và bôi xóa hết. Trong danh đại quyền đại năng Chúa Jesus Christ nát cái linh bị khước từ. Cay đắng, giận dữ và không tha thứ. Đi hoàn toàn. Lời của Đức Chúa Trời là lưỡi gươm của Thiên Linh. Ta đâm ngươi. Ta đâm nát, đâm nát, đâm nát, đâm nát, đâm nát. Đi! Cái cách phương pháp mà tôi đang đuổi quỷ này là phương pháp của Bob Larson. Nhiều khi nhìn nó hơi thô bạo một chút, nhưng mà chúng ta nên nhớ nha, chúng ta yêu thương chị em chúng ta, nhưng đối với ma quỷ chúng ta không khoan nhượng. Mà như là mục sư William Law cũng nói, nhiều khi chúng ta phải dữ dằn một chút, chứ chúng ta không thể nào mà hãy xa đi, không thể thùy mị đâu. Bởi vì đối với ma quỷ nó là kẻ thù, mình không đương giọng với nó, mình gentle, mình hiền lành với anh chị em mình. Nhưng mà mình đối với ma quỷ là mình phải thẳng thắn nha. Đi. 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 Ma quỷ câm họng. Câm họng hoàn toàn. Câm họng hoàn toàn. Chị Linh ơi. Chị Linh. Nhân danh Chúa Jesus Christ thành nam, các công bố giờ phút này nhân linh của chị Linh.